Sáng ngày 2 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 5 ca dương tính với COVID-19, gồm thị xã Cửa Lò 3 ca và huyện Nghi Lộc 2 ca. Trong đó có 4 ca được phát hiện trong cộng đồng, 1 ca là F1 đã được cách ly từ trước. Đáng chú ý là trong số các ca mắc mới có 3 em học sinh cùng sinh năm 2011 và cùng trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Hiện thị xã Cửa Lò đã cho toàn bộ học sinh trên địa bàn ngừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến. Còn tại huyện Quỳnh Lưu, ca mắc mới trong cộng đồng được phát hiện tại xã Quỳnh Hoa, có lịch trình di chuyển phức tạp. Ngành y tế Nghệ An đã chỉ đạo huyện Quỳnh Lưu khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng với hơn 600 nhân khẩu tại xã Quỳnh Hoa, khẩn trương truy vết các trường hợp là F1, F2 liên quan đến ca bệnh này nhằm khống chế không để dịch bệnh lây lan.